cái chức năng mà của hai cái chân này là để nắp ở bể ngầm để bảo vệ cái bơm à, xin chào các bạn thì cái phao nước phao uh, bể nước phao điện thì nhà chúng ta hầu như là nhà ai cũng có đấy thì khi nó hỏng các bạn mua về thì chỉ thay thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy nó có bốn chân ở đây là hai chân bên dưới này nhá và hai chân bên trên đấy thì liệu nó có thừa không đấy thì hai cái chân bên dưới này nhá hai cái chân thấp này thì nó là chân a 1 và a hai đấy thì hai cái chân này nó giống như một cái công tắc đèn nha các bạn đó, khi mà cái nước nó cạn đúng không ạ cái cái phao nó sập xuống bể nước cạn thì nó đóng hai cái chân này lại với nhau nối thông lại giống như cái công tắc bật lên để cho cái máy bơm chạy và khi mà nước đầy hai quả này nổi lên thì nó nhả hai cái chân này ra để ngắt điện đến bơm Đấy, cho cái bơm dừng hoạt động Rồi, thế còn hai cái chân cao này hai cái chân mà nó có cái núm cao hơn này này Đấy, gọi này nó có cái núm cao hơn thì nó ngược lại với hai cái chân này tức là khi mà bể đầy thì nó đóng hai cái chân này lại còn khi mà bể cạn đúng không? thì nó lại mở hai cái chân này ra vậy thì nó để làm gì à, tức là trong cái trường hợp mà bể nhà bạn đó là cái bể nổi tức là bể trên mái thì các bạn dùng hai chân này đấy để mà khi nước đầy nó sẽ cắt bơm ạ? nước cạn nó bơm thế còn hai cái chân này nó để lắp cho cái bể ngầm bể dưới lên nhà ấy. nhà các bạn dùng bể dưới lên nhà đúng không thì dùng hai cái chân này Đấy thì khi mà cái nước ở trong bể nó đầy đúng không? thì nó đóng lên nó cho phép là cấp điện đến bơm và khi mà cái bể nó quá cạn đi hai cái phao này nó đều nổi ở trên hết thì nó tác động đến này nó sẽ ngắt cái điểm này ra để bảo vệ cho cái bơm Đấy vì các bạn biết là khi cái bơm mà nó chạy không có nước thì thứ nhất là nó rất dễ hỏng phớt Đấy. và hỏng phớt thì dẫn đến là khi có nước nó cũng không bơm lên được nữa trên cái chức năng mà của hai cái chân này là để nắp ở bể ngầm để bảo vệ cái bơm chống mất nước và chống là cái bể không có nước đó thì vẫn là một cái phao nhưng bạn mua về nếu bạn nắp trên mái thì bạn sẽ đấu khác mà bạn nắp để bảo vệ cho cái bơm ở dưới bể ngầm thì bạn sẽ đấu vào đây còn thường để đảm bảo an toàn và uh, cũng như là bơm nước nó ngắt nó khi đầy và nó bơm khi mà cạn ở bể trên và bể dưới không có nước thì cái bơm nó sẽ phải không được chạy thì người ta thường sử dụng hai bộ như này thì một bộ đấu như này các bạn nắp ở trên mái nắp ở trên cái bể nước nổi ở trên mái để khi bơm nó đóng thì nó sẽ bơm đầy lên thì nó sẽ cắt đi và cũng là cái con như này và lắp ở dưới cái bể dưới thì các bạn chuyển nó sang hai cái chân cao này và lúc này thì các bạn sẽ đấu nối tiếp. Đấy, đấu nối tiếp như thế này. Đấy. Ví dụ đây là hai cái dây phao đúng không? Phao trên. Đây là phao dưới thì các bạn sẽ đấu nối tiếp như này. Đó. Và hai cái chân này thì nó lại trở thành một cái cặp phao như là một cái phao ở trên bể kia các bạn đấu giống như cái phao trên bể kia đó thì khi thằng dưới ngắt thì không cho bơm chạy đó. chắc chắn là sẽ không cho bơm chạy vì không thể cấp nguồn đến bơm được đó, thì nó vừa bảo vệ được bơm mà nó lại vừa hoạt động được tự động bơm nước và tự động dừng đối với cái bể trên mái khi bể dưới mất nước bơm không chạy như vậy là an toàn các bạn ạ thì người ta hãy dùng hai cái phao như vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi video